Tiếp tục cập nhật những thông tin sự kiện đang được quan tâm, mời quý khán giả cùng đến với chương trình Người đưa tin 24 giờ. Chương trình được phát sóng trực tiếp hàng ngày trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Hôm nay Chủ nhật ngày 14 tháng 1 năm 2024, chương trình sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Tăng thêm 472 chuyến, vé máy bay Tết vẫn cạnh tranh. Thêm một vụ lúa được bà con nông dân ở Cần Thơ kỳ vọng được mùa, được giá. Cảnh báo hoại tử mi mắt do tiêm oxy già để khử thâm. Vấn đề này sẽ được đề cập trong phóng sự. Điều tra vụ trọng tài VFF bị đánh gục ở sân bóng đá nhà thi đấu Phú Thọ. Bắt đối tượng mạo danh công an lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng. Hấp dẫn giải đua thuyền kayak mở rộng trên hồ Bá Khoang. Mời quý vị bắt đầu theo dõi chương trình. Thưa quý vị, các hãng hàng không đã tăng 472 chuyến bay với hơn 92.000 ghế trên các chặng có tỷ lệ đặt chỗ cao. Nhưng mà vé máy bay Tết vẫn hết nhanh. Có nhiều lý do và nhiều người vẫn chưa thể mua được vé máy bay Tết. Cập nhật về tình hình đặt chỗ trên các đường bay nội địa của các hãng hàng không Việt Nam dịp Tết Nguyên đán 2024, tính đến ngày 12 tháng 1. Cục Hàng không Việt Nam cho biết các hãng đã bổ sung các chuyến bay từ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh và các sân bay địa phương và ngược lại trên các chặng đang có tỷ lệ đặt chỗ cao sau khi được phân bổ thêm các slot tại các sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất. Tổng cộng có 472 chuyến bay được bổ sung, tăng thêm tương ứng ước tính gần 92.155 ghế. Tuy nhiên, Cục Hàng không Việt Nam đánh giá lượng khách đặt chỗ vẫn đang tăng dần. Do vậy, tỷ lệ đặt chỗ vẫn đang ở mức cao tại một số ngày sát Tết âm lịch và chiều ngược sau Tết. Theo lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam, Cục sẽ tiếp tục theo dõi và đề nghị các hãng cân đối và bổ sung thêm tải trên các chặng bay trong giai đoạn Tết âm lịch 2024. Trong không khí chuẩn bị Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, những ngày này, làng bánh tráng thủ công truyền thống Phú Lộc tại huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa cũng đang tất bật sản xuất để phục vụ nhu cầu của thị trường. Những ngày này, hàng chục lò bánh tráng thủ công tại Phú Lộc Đông, thị trấn Diên Khánh, được coi là làng làm bánh tráng lâu đời nhất của tỉnh Khánh Hòa, luôn đỏ lửa với năng suất tăng gấp đôi, gấp ba ngày thường. Bình quân mỗi lò sản xuất ra khoảng 2.000 chiếc bánh mỗi ngày. Do giá gạo và một số chi phí khác tăng, nên giá bánh tráng năm nay có tăng nhẹ. Hiện tại giá bán từ 20.000 đồng đến 30.000 đồng một chục, tùy theo bánh lớn nhỏ. Do chủ yếu lấy công làm lời nên mỗi lò có thể thu lãi từ 400.000 đồng đến 500.000 đồng mỗi ngày. Theo bà con làng nghề, do bánh tráng làm thủ công, hương vị thơm ngon nên bánh tráng Phú Lộc rất được người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh ưa chuộng. Thời điểm này thì do nhu cầu sử dụng cỏ nhung để phục vụ trang trí các công trình phục vụ Tết tăng cao nên giá cỏ nhung ở thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp cũng tăng mạnh, người trồng cỏ rất phấn khởi. Tùy theo chất lượng cỏ, thương lái đến tại ruộng thu mua với giá dao động từ 20.000 cho đến 23.000 đồng một mét vuông. Giá bán này tăng hơn 4.000 đồng một mét vuông so với cách đây khoảng 10 ngày. Theo tính toán của người trồng cỏ, với giá bán hiện tại, chỉ trồng trong khoảng 20 ngày, sau khi trừ chi phí, mỗi công cỏ nhung, người trồng có lời hơn 6 triệu đồng. Theo nhiều thương lái, giá cỏ nhung sẽ còn tăng trong những ngày cuối năm do lượng cỏ đang ít dần, trong khi nhu cầu trang trí tại các công trình đang tăng mạnh. Hiện nay trên địa bàn thành phố Sa Đéc có vài chục hộ trồng cỏ nhung, tập trung nhiều nhất ở các xã Tân Khánh Đông, Tân Quy Tây và một phần ở phường Tân Quy Đông. Với đặc tính là dễ trồng, ít tốn công chăm sóc và mau thu hoạch nên nhiều người chọn trồng. Tuy nhiên người trồng cỏ cũng cần thận trọng vì trồng ồ ạt sẽ dẫn đến cung vượt cầu, giá bán không ổn định. Còn với nông dân trồng lúa thì nối tiếp thắng lợi từ vụ lúa thu đông 2023, mọi người đang rất là phấn khởi và kỳ vọng giá lúa vụ đông xuân 2023-2024 sẽ tiếp tục tăng. Ghi nhận tại Cần Thơ, hiện thì các trà lúa vẫn còn xanh nhưng đã được nhiều thương lái đến đặt cọc với giá mua khá cao. Vụ lúa đông xuân này, ông Lâm Văn Quý ở quận Thốt Nốt gieo xạ 2 hecta giống lúa Đại Thơm 8. Hiện trà lúa chỉ mới bắt đầu trổ bông nhưng ông đã nhận tiền cọc của thương lái. Theo ông Quý, với giá bán 9.500 đồng một ký là nông dân đã có lời. Có 56 ngày à. Chưa được 60 ngày mà đang chỗ vậy đó mà lấy cọc trước từ nay 5 ngày rồi. Nó mà cò nó bỏ cọc có 9.500 ký mà bỏ cọc công 500. Chi phí mà 2 triệu ngoài gì mình còn lời khoảng 7 triệu.
Trong khi đó, là người phải đi thuê đất để canh tác lúa với chi phí mỗi năm là 24 triệu đồng cho một hecta. Nên dẫu được thương lái thỏa thuận mỗi ký lúa đài thơm 8 giá 9.500 đồng, nhưng hiện anh Dương Văn Niêu vẫn chưa chốt bán. Anh kỳ vọng cuối vụ giá lúa còn cao hơn để có thêm chút lợi nhuận. Thương lái cũng có lại hỏi rồi mà chưa có giá, chưa có, mình cũng chưa có định giá được. Hình ra cũng chưa có bán, đòi 9.500 mà chưa bán. Vì mấy vụ trước mình bán quá trời nó thấp, à, rồi sau này tới chừng cắt lúa nó lên đó. Rồi thành ra năm nay không để gần tới chín bán luôn. Lúa đông xuân 2023-2024 ở Cần Thơ, nông dân xuống giống trên 72.800 hectare, thấp hơn so với cùng kỳ trên 2.000 hectare. Các trà lúa chủ yếu đang giai đoạn làm đồng, trổ bông. Theo nông dân, vụ đông xuân năm nay, thời tiết thuận lợi, lúa phát triển tốt. Tuy nhiên, các trà lúa trổ sớm là điều làm nông dân lo lắng về năng suất lúa. Đông xuân á, là nó trổ thứ này nè, là nó không năng sức. Càng trổ trễ chừng nào càng năng sức nấy. Mà năm nay sao trổ quá trời sớm mà lúa vẫn đẹp. Sau năm là lúa này là hơn một năm đó dàn giá. Nông dân năm nay thì nó yên tâm là cái giá đó. Còn cái thì trừ ra cái năng sức đó thôi. Chứ nông dân năm nay là phấn khởi cái vụ mà giá cả rồi. Nếu vụ đông xuân này đạt năng suất như các năm trước và giá bán ở mức cao sẽ là niềm vui lớn của người trồng lúa ở Cần Thơ. Đó là động lực để nông dân tiếp tục với đồng ruộng, cây lúa. Thưa quý vị và các bạn, những trường hợp bị biến chứng do làm đẹp không đúng cách, do thực hiện tại các spa, thẩm mỹ viện không đủ điều kiện, xảy ra ngày càng nhiều. Gần đây là trường hợp một bệnh nhân bị quại tử mi mắt do tiêm oxy già tẩy trắng răng để khử thâm mi mắt. Và chúng ta có thể thấy rõ ràng là biến chứng do làm đẹp thì không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe thôi đâu, mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhu cầu thẩm mỹ lâu dài của mọi người nữa, và cũng ảnh hưởng đến các chức năng của cơ thể. Và vấn đề này thì cũng sẽ được chúng tôi đề cập trong phóng sự ngay sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Theo thống kê của Hội Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Việt Nam, mỗi năm có khoảng 250.000 người phẫu thuật thẩm mỹ, trong đó có đến 25.000 đến 30.000 ca biến chứng, chiếm tỷ lệ 14%. Việc điều trị các ca thẩm mỹ hỏng luôn khó gấp nhiều lần so với làm đẹp, không chỉ gây ra những tổn hại về sức khỏe, tinh thần, mà còn tốn kém và để lại di chứng dai dẳng về sau. Tôi đã từng bị hỏng mũi do tin cái lời giới thiệu chỗ thẩm mỹ kém chất lượng, phải đi điều trị và làm lại mũi rất là tốn tiền bạc và thời gian. Mình thấy có rất là nhiều người bị biến chứng, thậm chí là tử vong do phẫu thuật thẩm mỹ ở những cái chỗ kém chất lượng, không có giấy phép hoạt động á. Thì mình nghĩ là nếu mà mình muốn làm đẹp thì mình nên chọn những cái nơi có chất lượng, uy tín và có giấy phép hoạt động thì nó mới đảm bảo hơn. Những biến chứng do phẫu thuật thẩm mỹ chủ yếu đến từ những cơ sở làm đẹp không có đầy đủ giấy phép hoạt động, người không có chứng chỉ hành nghề, cũng như các trang thiết bị và quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn không nghiêm ngặt. Gần đây, trường hợp một phụ nữ sinh năm 1955 ở Hà Giang đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 khám với tình trạng mi dưới mắt sưng tấy đỏ, đau nhức, thị lực giảm. Theo lời kể, bệnh nhân nghe lời giới thiệu của người cháu nên mời một người được gọi là chuyên gia ở một spa làm đẹp mới mở đến nhà để tiêm filler làm trẻ hóa đôi mắt. Kết quả sau hơn một tháng làm đẹp, người phụ nữ gặp phải tình trạng trên. Trong quá trình thăm khám, các bác sĩ ngỡ ngàng khi biết ống thuốc mà chuyên gia làm đẹp đã tiêm cho nạn nhân là ống gel oxy già dùng để tẩy trắng răng trong nha khoa. Ở trong cuộc sống hàng ngày chúng ta thì oxy già cũng được con người thấy được cái lợi ích của nó và tự tạo ra thành những cái sản phẩm để phục vụ cho đời sống, phục vụ cho gia dụng hay là y tế, dựa vào cái bản chất là oxy hóa rất là mạnh của oxy già. Ví dụ như trong cái sản phẩm gia dụng hàng ngày đó thì oxy già cũng được tạo ra, người ta gọi là oxy già công nghiệp hay là oxy già gia dụng, để chi, để có thể là tẩy trắng sàn nhà này, tẩy trắng quần áo này, tẩy trắng những cái vật dụng khác, hay là có thể dùng khử khuẩn tẩy uế làm vệ sinh nhà cửa. Còn nếu mà ứng dụng vào trong cơ thể con người đó thì từ lâu thì oxy già cũng được xem rằng là một trong những cái chất tham gia vào cái quá trình vệ sinh khử khuẩn cũng như là tẩy đối với những cái bộ phận trên cơ thể con người chúng ta, và tùy theo cái nồng độ của nó người ta sử dụng vào những mục đích khác nhau. Có thể người ta sử dụng để làm tẩy trắng da này, tẩy trắng tóc này, lông, tẩy trắng răng. Chúng ta thấy rằng là oxy già là một cái chất có thể là anh tự sử dụng
Nè, nhưng anh chỉ được tự sử dụng ngoài da thôi. Oxy già đến thời điểm hiện nay thì vẫn chưa được sử dụng vào bên trong cơ thể, chưa được sử dụng vào những cái niêm mạc, những cái bộ phận bên trong. Bình thường, dung dịch oxy già thường dùng để rửa vết thương có hàm lượng là 5-10%. Khi nhỏ dung dịch này lên vết thương sẽ gây cảm giác nóng, rát khó chịu. Còn oxy già dùng trong nha khoa để tẩy trắng men răng bị ố vàng còn đậm đặc hơn, thường có nồng độ cao từ 15-35%. Loại gel oxy già mà nhân viên làm đẹp nói trên dùng để tiêm vào mí mắt cho bệnh nhân có nồng độ là 35%. Chính vì thế, khi tiêm trực tiếp oxy già vào mô dưới da sẽ sinh nhiệt và tạo ra những phản ứng sinh hóa gây đông vón protein, tắc mạch cực kỳ nguy hiểm. Vì sử dụng oxy già để mà bơm hay là tiêm vào bên trong các mô trong cơ thể, bởi vì khi vậy thì lúc này oxy già nó sẽ vào trong cơ thể vì tính chất oxy hóa cực mạnh của nó. Nó sẽ phá hủy tất cả các mô bên trong, kể cả mô lành. Và như vậy nó sẽ gây một sự kích ứng, phá hủy mô và gây nhiễm trùng khá là lan rộng. Một khi đã sử dụng oxy già hay là những chất dung dịch khác mà có tiêm vào bên trong cơ thể, có tiêm, có chích vào bên trong cơ thể, có bơm vào bên trong cơ thể, hay sử dụng dao kéo và làm chảy máu một cái mô nào đó, thì bắt buộc phải được thực hiện ở những cái phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ hay là bệnh viện có chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ và dưới sự cho phép của ngành y tế. Biến chứng do làm đẹp không đúng cách hầu hết đều do các spa thẩm mỹ viện làm đẹp không an toàn, không được cấp phép. Do vậy, người có nhu cầu làm đẹp cần đến những cơ sở thẩm mỹ có uy tín, tuyệt đối không nghe những lời tư vấn lôi kéo để thực hiện những can thiệp xâm lấn tại nhà, tại các spa thẩm mỹ viện không có giấy phép hành nghề để tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra. Quý vị đang theo dõi chương trình Người đưa tin 24 giờ của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Sau đây là những thông tin sẽ có trong phần tiếp theo. Điều tra vụ trọng tài VFF bị đánh gục ở sân bóng đá nhà thi đấu Phú Thọ. Bắt đối tượng mạo danh công an lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng. Dẫn giải đua thuyền kayak mở rộng trên hồ Bác Khoang. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình. Thưa quý vị, một nam thanh niên vi phạm nồng độ cồn chạy xe máy lấn qua làn đường ngược lại, tông trực diện vào một xe máy khác, khiến người điều khiển xe này tử vong. Tai nạn xảy ra trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Tân Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Theo camera an ninh, tối qua, Lê Hữu Tình, 25 tuổi, quê ở Đồng Tháp, điều khiển xe máy chạy trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, hướng Dĩ An đi Biên Hòa. Khi đến đoạn đường dốc gần công an phường Tân Bình thì lấn qua làn đường ngược lại, tông trực diện vào xe máy do anh NVH, 23 tuổi, quê ở Đắk Lắk, điều khiển chạy hướng ngược lại. Va chạm trực diện làm anh H ngã xuống, còn Tình và chiếc xe máy trượt dài hơn 20 mét. Hai người nằm bất động trên đường, sau đó được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, anh H đã tử vong, còn Tình được chuyển lên tuyến trên do vết thương nặng. Nhận tin báo, công an thành phố Dĩ An có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân. Hình ảnh từ camera cho thấy Tình đã lấn qua làn đường của anh H. Và kết quả xét nghiệm cho thấy Tình có nồng độ cồn trong máu rất cao. Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đã vào cuộc xác minh một vụ đánh người xảy ra tại sân bóng đá thuộc nhà thi đấu Phú Thọ ở phường 15, quận 11. Công an quận 11 đã mời nạn nhân là anh LTK, 32 tuổi, ngụ tại tỉnh Long An, trọng tài thuộc biên chế Liên đoàn bóng đá thành phố Hồ Chí Minh HFF và là thành viên ban trọng tài Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF đến làm việc. Trọng tài K cho biết, ngày 9 tháng 1 vừa qua, anh được phân công điều hành trận đấu giữa hai câu lạc bộ Doanh nhân Quảng Ngãi và Siladon An Phú tại nhà thi đấu Phú Thọ. Khi trận đấu đang diễn ra, anh K có thổi phạt một cầu thủ thuộc đội Doanh nhân Quảng Ngãi. Một số cầu thủ thuộc đội bóng này đã phản ứng với anh K. Trong đó có ông NHQ, 42 tuổi, là giám đốc một công ty ở quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, người này đã có hành vi dùng tay đánh vào mặt khiến anh K ngã xuống sân. Công an quận 11 đã mời ông Quy lên làm việc. Tại cơ quan công an, ông Quy đã thừa nhận toàn bộ hành vi đánh anh K như trên. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật. Công an quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng gồm Bùi Văn Phúc, 29 tuổi, trú tỉnh Quảng Ngãi, Đặng Văn Đạt, 29 tuổi và Phạm Ngọc Thạch, 27 tuổi, cùng trú thành phố Đà Nẵng, để điều tra hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Theo cơ quan công an, trước đó trên đường Lý Thường Kiệt, phường Thạch Thang, quận Hải Châu,
Lực lượng chức năng phát hiện bắt quả tang Bùi Văn Phúc và Đặng Văn Đạt cùng 5 viên thuốc lắc và 3 gói ketamin. Mở rộng điều tra, cơ quan công an tiếp tục bắt giữ Phạm Ngọc Thạch. Số ma túy thu giữ tại thời điểm bắt quả tang, lực lượng chức năng cũng tịch thu thêm 22 dao tự chế, 2 gậy bóng chày, 1 tuyết kim loại trên xe ô tô của Phúc điều khiển. Tại cơ quan công an, Phúc và Đạt khai nhận do có mâu thuẫn với một nhóm thanh niên nên cả hai đã chuẩn bị số hung khí trên, mục đích là để đánh nhau. Phúc cũng thừa nhận bán ma túy cho các đối tượng có nhu cầu. Hiện vụ việc đang tiếp tục được công an quận Hải Châu tiến hành điều tra làm rõ. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai vừa thông tin đơn vị đang tạm giữ hình sự Đào Văn Lắm, 30 tuổi, ngụ xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là nghi can thứ 6 trong nhóm lừa đảo bán hòn đá có tính năng quỷ diệt sắt, chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng mà chúng tôi đã thông tin. Theo cơ quan cảnh sát điều tra, Đào Văn Lắm lấy tên giả là Quốc, đóng vai cháu của Võ Trung Trực, giúp sức như là lau chùi nhà cửa, bưng bê trái cây, hòn đá, đặt lên bàn thờ và được Trực trả công 90 triệu đồng. Sau khi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 2,1 tỷ đồng của vợ chồng ông N, Trực đã đưa cho Nguyễn Thị Tuyết Lan 1 tỷ 125 triệu đồng, Nguyễn Thị Hiệp 12 triệu đồng, Trần Thị Hạnh 100 triệu đồng, Lắm 90 triệu đồng và Lê Quảng Long hiện đang bỏ trốn 84,5 triệu đồng, còn 314 triệu đồng do Trực giữ. Sau đó Trực đã đưa cho Trịnh Thị Chi số tiền là 164 triệu đồng để trả nợ. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ 6 đối tượng và đang truy bắt đối tượng còn lại để điều tra làm rõ các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Thưa quý vị, giả danh công an để lừa chạy án, 3 đối tượng gồm Mùa Thị Căng trú tỉnh Điện Biên và 2 vợ chồng Bùi Thị Thu Hường, Trần Quang Hà trú tỉnh Sơn La vừa bị công an tỉnh Điện Biên ra quyết định khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Kết quả điều tra ban đầu xác định do có quen biết, nên khi Mùa Thị Căng biết và A Thái, sinh năm 1992, trú tỉnh Điện Biên, bị bắt vì liên quan đến ma túy, Căng đã giới thiệu cho người nhà của Thái gặp Bùi Thị Thu Hường để thỏa thuận về việc chạy án. Khi gặp gỡ, Hường giới thiệu chồng là Trần Quang Hà, hiện đang công tác tại Bộ Công an, sẽ chạy án cho Thái được thả về nhà với giá 1,1 tỷ đồng. Trong thời gian từ ngày 13 tháng 10 đến ngày 21 tháng 10 năm 2023, Hường và Hà đã 3 lần nhận tổng cộng số tiền hơn 1 tỷ đồng của gia đình Thái. Sau khi nhận được số tiền trên, các đối tượng tiếp tục yêu cầu gia đình Thái đưa thêm 600 triệu đồng. Trong đó 500 triệu đồng là để lo cho Thái được hưởng án treo, 100 triệu là để bị can Thái được tại ngoại. Khi đối tượng Căng đang nhận 200 triệu đồng từ người nhà của Thái và chuẩn bị chuyển tiền cho Hường thì bị phát hiện bắt quả tang. Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Trần Thanh Nhật, 34 tuổi và Lưu Đức Hoa, 32 tuổi, cùng trú tại tỉnh Đắk Lắk để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Theo cơ quan điều tra, từ tháng 7 năm 2023, trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột và một số huyện của tỉnh Đắk Lắk liên tiếp xảy ra các vụ kẻ gian đột nhập, phá khóa, lấy cắp xe máy. Vào cuộc điều tra, lực lượng chức năng xác định thủ phạm gây án là Trần Thanh Nhật và Lưu Đức Hoa nên đã tiến hành bắt giữ. Cả hai đối tượng đều có tiền án về tội trộm cắp tài sản. Sau khi ra tù, đã móc nối với nhau đi trộm cắp tài sản bán lấy tiền tiêu xài. Tính từ tháng 7 năm 2023 đến khi bị bắt giữ, hai đối tượng đã gây ra hơn 20 vụ trộm cắp xe máy ở các huyện Rồng Bông, Rồng Bắc và thành phố Buôn Ma Thuột. Xe máy sau khi trộm cắp được, các đối tượng đưa đến tỉnh Bình Phước bán cho một đối tượng không rõ nhân thân, lai lịch. Sau đó người này bán xe ra nước ngoài, hiện vụ án đã được công an thành phố Buôn Ma Thuột tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, những ngày cuối đông đầu xuân cũng là lúc Tây Bắc trở nên đẹp quyến rũ. Cả một vùng đất non cao nước biếc được bao phủ bởi hàng ngàn loài hoa đặc trưng của miền Sơn Cước. Và để không bỏ lỡ thời khắc giao mùa đẹp nhất trong năm, quý vị hãy đến Điện Biên, nơi có thể chiêm ngưỡng đảo Hoa Anh Đào đang nở rộ. Vâng ạ, và với những thông tin vừa rồi thì có phải là Thế Anh đang muốn nhắc đến đảo Hoa Anh Đào Bát Khoang ở thành phố Điện Biên Phủ hay không? Và tại đây thì cũng vừa diễn ra giải đua thuyền kayak mở rộng nằm trong khuôn khổ các hoạt động văn hóa thể thao của lễ hội Hoa Anh Đào Điện Biên Phủ năm 2024. Năm 2024 là năm đầu tiên giải đua thuyền kayak được tổ chức với quy mô cấp thành phố mở rộng. Giải đua có 13 đội với hơn 70 vận động viên tham gia thi đấu ở 3 nội dung gồm đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, phù hợp với các cự ly 400 và 800 m trên lòng hồ Bát Khoang, hồ chứa nước lớn nhất ở tỉnh Điện Biên. Giải đấu thu hút rất đông nhân dân địa phương và du khách đến xem và cổ vũ nhiệt tình. Trong một thời gian thi đấu, các vận động viên đã có những màn đua sôi nổi, kịch tính, hấp dẫn. Giải đua thuyền kayak thành phố Điện Biên Phủ mở rộng năm 2024 được tổ chức nhằm thúc đẩy phong trào toàn dân tham gia tập luyện thể dục thể thao,
đặc biệt phát triển môn thể thao chèo thuyền kayak trên hồ Bá Khoang và tạo ra sân chơi mới cho người dân cùng du khách khi đến với mảnh đất Điện Biên anh hùng. Lễ hội Qua Anh Đào Điện Biên Phủ 2024 với chủ đề Trải nghiệm Bá Khoang ngắm qua anh đào là sự kiện văn hóa tiêu biểu trong năm nay của tỉnh Điện Biên. Và đây cũng là một trong những chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và năm du lịch quốc gia 2024. Lễ hội còn góp phần tăng cường hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam, Nhật Bản. Vâng, thưa quý vị, nhiều năm trở lại đây, trong mỗi dịp Tết Nguyên Đán, bên cạnh đào, mai, quất thì qua lan cũng đã thành thú chơi tao nhã của một bộ phận người dân. Do đó, dịp gần Tết, rất dễ bắt gặp những giò lan xinh đẹp được đưa xuống phố bày bán, ghi nhận tại Nghệ An. Những ngày này, dạo qua một số cung đường nội thị thành phố Vinh, nhiều người ngỡ ngàng khi được chiêm ngưỡng những tuyệt tác qua lan cắm trên các giá thể gỗ hết sức đặc sắc, được bày bán phục vụ Tết Nguyên Đán 2024. Một chủ kho qua lan Hồ Điệp trên đường Đại lộ Lenin cho biết, từ vài ngày trước, chị đã mở bán các dòng lan phục vụ khách chơi Tết sắp tới. Từ qua lan bản địa đến qua lan ngoại nhập, qua lan rừng đến qua lan ghép phôi. Giá tác phẩm dao động từ 400.000 đồng đến hàng chục triệu đồng, thậm chí cao hơn nếu khách hàng yêu cầu cắm theo phong cách riêng. Dường như không khí xuân đã về rất sớm bên những cành qua lan đua nhau khoe sắc. Có rất nhiều loại qua lan khác nhau, không chỉ đẹp hình dáng, màu sắc, hương thơm mà mỗi loại lại mang trong mình ý nghĩa riêng. Tết đến cũng là lúc người yêu qua lan sẽ dễ dàng chọn cho mình một loại lan ưng ý về làm đẹp thêm không gian ngôi nhà để đón một năm mới bình an và hạnh phúc. Và đến đây thì chúng tôi xin kết thúc chương trình Người đưa tin 24 giờ trưa nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình. Và để xem lại chương trình này, quý vị và các bạn có thể truy cập vào trang web www.thvnli.vn hoặc tải ứng dụng THVNLI trên Google Play và App Store. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.